Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là phần chia sẻ của anh Phát, là chủ nhân của hệ thống chuyển tiền và quà Hoa Phát. Ngọc Thúy xin kính chào anh Phát ạ. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Ngọc Thúy. Một lần nữa công ty Hoa Phát được trở lại trên làn sóng này. Công ty Hoa Phát xin gửi lời trân trọng kính chào đến toàn thể quý khán thính giả và cũng chào đến Ngọc Thúy. Dạ. Và rất hân hạnh hôm nay sẽ được sứ ngôn viên rất xinh đẹp mà duyên dáng của đài này hỏi những câu hỏi về những việc làm của công ty Hoa Phát, như lời Ngọc Thúy nói rằng là công ty Hoa Phát chia sẻ. Dĩ nhiên rồi anh Phát, chắc cũng lâu rồi khán giả không được những thông tin từ bên công ty Hoa Phát của anh gửi sang. Thì nhân dịp lễ cuối năm thì không biết là bên công ty của mình bận rộn như thế nào thưa anh? Cảm ơn Ngọc Thúy thật nhiều. Phải nói rằng là công ty Hoa Phát trong những cái dịp cuối năm như vậy đó, bận rộn lắm. Thì được cái sự tin tưởng và tín nhiệm cũng như sự thương yêu của bà con đó, thì đến với công ty Hoa Phát rất nhiều, và tất cả những lời nói hoặc là những chia sẻ của công ty Hoa Phát đến với bà con của chúng ta trong những việc làm đó, đều là những việc làm thiết thực, cũng như là những lời hứa của công ty Hoa Phát ra sao đối với bà con của chúng ta đều chu toàn trách nhiệm. Từ xưa đến nay, bất cứ những cái trách nhiệm nào bà con giao phó. Bởi vậy nên bà con đến với công ty Hoa Phát rất đông, nhất là những cái dịp cuối năm như bây giờ nữa. Phải nói rằng thì là cái sự tin tưởng của bà con, mà nếu mà công ty Hoa Phát đó, mà chỉ sơ sẩy một tí xíu thôi, mà một người buồn thôi thì chắc có lẽ Hoa Phát còn buồn hơn rất nhiều đó Ngọc Thúy. Dạ thưa anh, thì theo Ngọc Thúy được biết là vào dịp cuối năm thì có rất là nhiều nhu cầu chuyển quà và tiền nữa. Vậy thì về vấn đề chuyển quà, mình có gặp những cái rắc rối trở ngại gì không thưa anh? Cảm ơn Ngọc Thúy. Ngọc Thúy có biết rằng là thời gian cách đây mấy tháng đó, thì cũng có những cái trở ngại về vấn đề mà gửi quà ở phía trong Việt Nam á. Thì họ cũng có những cái thay đổi, thành thử ra cũng có những cái trở ngại. Nhưng mà riêng đối với công ty Hoa Phát thì chắc chắn là không bao giờ có trở ngại đó. Thành thử ra về lĩnh vực gửi quà đó, Ngọc Thúy biết đó, cũng như bà con của chúng ta biết đó, vấn đề gửi quà hay gửi tiền nó cũng đều có những cái rất tế nhị. Rất tế nhị, tôi nói đây mong bà con hiểu cho, bởi vì tôi nói thì bà con nghe, bà con phán xét. Anh thử đấy, rất là những lời nói cũng phi Hoa Phát rất chân thành. Vấn đề gửi tiền, có rất nhiều nơi họ không có license, rồi họ cũng làm về tiền, họ cũng nhận tiền lung tung hết. Rồi có những công ty như cách đây một thời gian chúng ta nghe nói rồi, có công ty lên tới 700-800 triệu, nhưng mà rồi rốt cuộc lại cũng lấy hết tiền của bà con để đem đi. Đó là công ty Thẻ Ba Miền như chúng ta cũng vừa gặp vừa rồi đó. Thì đó, thì họ đi rồi thì mình nói tên ra thì nó là như vậy. Thì cái vấn đề gửi tiền nó cũng có những cái như thế. Rồi cái vấn đề gửi quà nữa, gửi quà thì có rất nhiều những người, những cái công ty họ mở ra họ cứ bước nhận quà gửi về Việt Nam, nhưng mà họ không nắm vững là cái trường hợp luật pháp ở phía Mỹ như thế nào và cái phía Việt Nam ra sao. Tại vì muốn gửi quà đó, điều đầu tiên chúng ta phải có những cái impact của bên TSA, rồi trực thuộc cái quan thuế và bộ nội an của nước Mỹ này, để cái quà nó xuất ra khỏi nước Mỹ này, rồi cái điều kiện, những cái điều kiện an toàn về phi hành, về ở trên phi cơ nữa. Thành thử ra phải những làm một cái việc chuyển quà rất phải có kinh nghiệm và phải biết rõ về luật pháp. Thì sau khi cái mà ở bên Mỹ mà người ta release, mà người ta cho cái hàng nó ra đi rồi đó, thì nó còn một cái nữa là vấn đề ở phía Việt Nam. Ở phía Việt Nam không phải rằng thì là ai muốn đưa quà vô tới phi trường thì đưa đâu. Đưa nó phải có những cái cơ quan chủ quản ở trong Việt Nam để nó nhận lãnh những cái quà đó. Thế thì ở Việt Nam nó cũng có những cái ví dụ như là CTF hoặc là Bưu điện hoặc là những cái công ty mà trách nhiệm hữu hạn mới đây họ mới mở ra của những người tư nhân. Thế thì khi mà những người mà lãnh quà đó thì họ vẫn phải làm giấy khai báo với hải quan, gói quà nó về tay họ làm sao để họ đi lãnh giùm mình. Thì dĩ nhiên thì là cũng có những cái họ có những cái sự quen biết hoặc là quà cáp làm sao đó để mà đợi, để mà lãnh cho được thật nhanh để mà ra. Nhưng mà cái quan trọng là những cái gói quà đó có được những cái dấu niêm phong của hải quan như công ty Hoa Phát quảng cáo đó, bà con thấy ở trên cái màn hình mà quý bà con cứ theo dõi cái mà con thấy đó. Thì những mỗi một thùng quà nó đều có một cái giấy impact nó dán ngang qua thùng quà ở chỗ nắp mở đó, đều đã kiểm quan, đã kiểm tra đó. Tức là phải có kiểm tra hết, rồi phải có đóng thuế, tất cả những cái sắc thuế. Thì nếu mà trường hợp những thùng quà mà có những người nói
tôi gửi ở những chỗ này chỗ kia, cái thùng quà không bao giờ bị mở ra mà cứ y nguyên như vậy, thì cái đó nó phi lý vô cùng. Bởi vì phi lý đầu tiên là nước Mỹ này, ủa không có kiểm tra sao, rồi phía Việt Nam nữa, mình đi travel, mình đi về Việt Nam, quà mình đi qua cũng phải có máy, cũng phải có kiểm tra, chứ đâu có ai mà là nói là tài thánh nhưng mà không kiểm tra. Nếu mà kiểm tra mà họ đi qua máy mà không có gì đó thì ok, có thể họ pass qua hoặc là họ ký giấy ở đó thì họ cũng dán vào cái niêm phong ở đó. Còn nếu mà không có, tức là không qua kiểm tra, mà không có kiểm tra thì nó có những cái rắc rối. Nếu mà cái thùng quà đó mà đi ra ngoài đường đó, mà nếu mà trường hợp từ phi trường mà đi ra mà quận 10 hay quận mấy đó, mà đi ngang qua một cái chỗ nào đó mà thí dụ như bị kiểm tra đó, bị hỏi cái thùng quà đó từ đâu ra là vào phi trường đó, thì chúng ta không có những cái giấy kiểm tra của hải quan. Thì lúc đó đâm ra nó có những cái nguy hại cho thân nhân của chúng ta ở Việt Nam mà còn cho chúng ta ở đây nữa. Thì đây là những cái vấn đề mà Ngọc Thí hỏi đó, thì công ty Hoa Phát xin trả lời cùng bà con của chúng ta cũng như Ngọc Thí biết. Nên mong bà con ở chúng ta gửi quà hay gửi tiền thì cũng vậy, quý vị hãy đến những nơi nào mà quý vị đã từng biết và đã từng tin tưởng. Và như công ty Hoa Phát chúng tôi nói đó, là chúng tôi có giấy phép không những ở Mỹ và cả ở Việt Nam nữa. Không những có giấy phép của bên DFI, tức là Bộ Tài chánh của nước Mỹ này, cho phép chúng tôi để làm về vấn đề kiều hối. Và cũng giống như là bên TSC đó, tức là có những cái impact của bên Bộ Nội an của Mỹ đó, để cho những thùng quà ra. Thì chúng tôi có những cái giấy đó rồi, và chúng tôi đã làm việc thực thi đúng tất cả những cái luật pháp mà quy định đó, thì chắc chắn thùng quà của bà con không bao giờ bị những cái trở ngại như từ xưa đến giờ bà con gửi. Chứ không phải cách đây mấy tháng quý bà con có những người bị giữ lại thùng quà 1-2 tháng trời rồi ở bên đây sốt vó lên, lo lắng đủ mọi thứ hết. Anh trở ra mong bà con hãy tới những cái nơi mà người ta có giấy phép tương đương với công ty Hoa Phát, để mà làm sao cho tất cả mọi chuyện bà con gửi phải nói là ăn ngon ngủ yên, đừng bao giờ chúng ta phải lo lắng. Nếu đã đưa gói quà cho Hoa Phát tuần này tuần sau thì nhà quý vị nhận được. Chứ có những nơi nói rằng thì là tôi gửi có 2-3 ngày này nhận được thùng quà, thì cái đó là bà con nên suy nghĩ lại, tại vì tôi tin tưởng là không bao giờ mà làm được cái việc đó hết. Thành thử ra tất cả những việc mà công ty Hoa Phát nói đó, giống như Ngọc Thí nói đó, tức là những gì công ty Hoa Phát nói có nghĩa là chia sẻ cùng bà con của chúng ta, rồi tùy bà con của chúng ta lượng định và bà con của chúng ta phán xét xem những cái gì tôi nói nó có thiết thực và chân thành hay không. Cảm ơn Ngọc Thí. Wow, nghe anh Phát nói thì Ngọc Thí và cả khán giả cũng đã rất yên tâm rồi phải không thưa quý vị? Riêng một điều, hàng năm thì Ngọc Thí được biết là công ty Hoa Phát đều có quà tặng ra cho khách hàng, thì không biết năm nay anh có một cái phần gì tặng cho khách không? Năm nào cũng vậy thì Hoa Phát vẫn tặng lịch. Ngọc Thúy biết, như bà con biết đó, năm nay về cái tình hình kinh tế đó, thì rất nhiều chợ và rất nhiều nơi, kể cả bác sĩ hoặc là bất cứ chợ búa hoặc là gì cũng vậy, có 10 nơi thì chỉ in lịch chừng độ 1 cho tới 2 nơi thôi. Họ in lịch rất ít và họ không có phát ra, tại vì những cái chi phí đó nó cũng tốn kém lắm. Thành thử ra họ cũng không phát ra. Chính vì như vậy mà có rất nhiều người đến hỏi lịch của công ty Hoa Phát. Thì luôn đây thì xin giới thiệu với Ngọc Thúy cũng như bà con chúng ta, lịch của công ty Hoa Phát năm nào cũng vậy, có những cái chủ đề. Có những cái chủ đề, mà những cái chủ đề đó thì thường công ty Hoa Phát lấy những cái lời nhạc ở trong những cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn để tạo thành một cái giống như một cái quyển lịch. Nhưng mà nó giống như một cái bức tranh mà chúng ta nhìn thấy, nó sẽ đi tuần tự để mà diễn tả cho từng cái ý nghĩa một. Thí dụ như lịch của năm ngoái đó, thì mình nói rằng thì là tình yêu đó thì nó độ lượng. Nó độ lượng và nó tha thứ cho nhau. Này em xin cứu một người hoặc là gì đó. Thì yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Đó là những cái lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Thì năm nay cũng vậy, lịch của công ty Hoa Phát cũng lựa cái chủ đề là tình yêu. Nhưng mà tình yêu thì vô cùng. Tại sao tình yêu thì vô cùng mà công ty Hoa Phát lựa những lời nhạc của Trịnh Công Sơn? Tôi nói dẫn giải như thế này, nếu mà chúng ta đi từ từ đó, nếu mà chúng ta trong cuộc đời chúng ta đó mà chưa có tình yêu, hoặc là chúng ta chưa biết cảm nhận những cái yêu thương nhân loại, yêu thương mọi người đó, thì chúng ta cảm thấy rằng thì là chúng ta hơi khô khan. Đó. Thì bây giờ công ty Hoa Phát lựa những lời nhạc của Trịnh Công Sơn đó, với cái chủ đề là tình yêu thì vô cùng của năm nay, thì cái trang đầu tiên của công ty Hoa Phát đó, thì nói làm sao khi chúng ta có tình yêu thì tình yêu như trái phá con tim mù lòa. Không những là lịch đẹp, lịch rất đẹp và lựa những cái cảnh rất đẹp, nhưng mà quan trọng nhất là những câu thư pháp để diễn tả trải dài ra. Thì tình yêu như trái phá con tim mù lòa, khi chúng ta có tình yêu thì tự nhiên chúng ta thấy rằng thì là con tim của chúng ta nó phá ra, nó ngộ, nó giác, để cho chúng ta thấy rằng thì là nó phá con tim của chúng ta mù lòa, để cho chúng ta biết yêu thương nhân loại. Thì khi chúng ta được giác ngộ như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái trang thứ nhì đó là một ngày bỗng thấy yêu thương loài người.
Khi chúng ta có tình yêu thì chúng ta sẽ yêu thương tất cả nhân loại và yêu thương mọi người. Thì một ngày chúng ta yêu thương loài người thì cái đó là chúng ta đã giác ngộ và chúng ta đã thấy cái tình yêu như vậy. Thì một ngày bỗng thấy yêu thương loài người, bây giờ chúng ta hãy hồi tưởng và chúng ta nghĩ lại đi. Thì chúng tôi đã dùng một cái câu nhạc của Trịnh Công Sơn là hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình. Cái mối tình này không phải là chỉ là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, tình nghĩa, đây là một cái tình của tha nhân, của nhân loại, của tất cả đối với nhau. Hãy nghiêng đời xuống đi để nhìn suốt cả một cái cuộc đời của mình đi, thì mình sẽ thấy là tình yêu như biển và biển hẹp tay người. Tình yêu lớn lắm, tình yêu như biển, để rồi biển vẫn hẹp tay người. Biển mà còn nhỏ như vậy đối với cái tình yêu thì chúng ta thấy là tình yêu lớn vô cùng. Thì tình yêu như biển, biển hẹp tay người, nhưng mà có phải chỉ là biển không mà thôi đâu. Nhưng mà tình yêu đó, khi mà tình yêu đến thì chúng ta sẽ thấy một ngày tình đến, từng ngày tình đến, thiên thu ân cần, nó là thiên thu chứ không phải là cả là biển nữa. Thành thử ra cái tình yêu, nếu chúng ta có tình yêu với nhân loại, với tha hương và tất cả mọi con người đối xử với nhau tốt lành đó, thì chúng ta sẽ thấy tình yêu nó lớn vô cùng. Nó là thiên thu ân cần, nó là biển còn hẹp tay người. Và cuối cùng thì chúng tôi kết luận lại với một cái trang lịch, các quý vị thấy đó, một cây sung đó mà trái ôm đầy lấy thân cây như vậy, nó bao bọc, nó che chở như vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là sao, tình yêu như thương áo, quen da thịt người, nó ôm chặt lấy. Và cái áo chúng ta không bao giờ muốn thay đổi cả, chúng ta muốn giữ trọn vẹn cái tình yêu đó. Thì tình yêu như thương áo, quen da thịt người, cái áo chúng ta cũng không muốn bỏ đi nếu mà dù nó cũ nữa. Thì đó là chúng tôi muốn nói về cái tình yêu. Đó là cái chủ đề năm nay của công ty Hoa Phát, tình yêu thì vô cùng. Mong quý vị đến với công ty Hoa Phát. Thì năm nay lịch rất ít, mong bà con tới mỗi một người gửi tiền xin lấy cho một cuốn lịch để chúng ta về, chúng ta cùng treo trên tường, để chúng ta nghiền ngẫm những cái lời nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như là cái bức tranh rất đẹp trên cái cuốn lịch của công ty Hoa Phát. Cảm ơn Ngọc Phí rất nhiều. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì anh có thể dành khoảng 1-2 phút cho những cái sản phẩm mà hiện mình đang có không thưa anh? Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Thúy. Thì thưa quý vị, công ty Hoa Phát luôn nói mình là một công ty mà không những buôn bán, nhưng mà không chỉ là buôn bán để mà kiếm lời, nhưng mà buôn bán nó còn có một cái tính gọi là làm những cái gì mà thiết thực nhất cho bà con của chúng ta, kiếm lời, lo cho đời sống của công nhân, của nhân viên, nhưng mà cũng không bao giờ gây những cái tác hại cho bà con của chúng ta nếu mà mua phải những cái sản phẩm nó không tốt. Thì công ty Hoa Phát đã có những cái lựa chọn. Thứ nhất là dầu nóng Aurora. Công ty Hoa Phát đã trình bày với bà con của chúng ta rất nhiều về cái dầu nóng Aurora. Cảm ơn bà con của chúng ta đã dùng dầu nóng Aurora. Trong mùa đông này lạnh lẽo lắm, quý vị có những thân nhân, những người cao niên nên dùng dầu nóng Aurora để xoa bóp vào các cái khớp xương, các cái đầu khớp xương tay chân, để cho giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Rồi mùa cảm cúm nữa, quý vị hãy sử dụng dầu nóng Aurora để chấn áp các cơn ho. Đó là dầu nóng Aurora. Một loại sản phẩm nữa là sản phẩm sữa bột Enterex, dùng cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi vẫn thường hay nói đó, sữa bột Enterex dùng cho mọi lứa tuổi và nó hơn hẳn sữa Ensure trong rất nhiều lĩnh vực, mà giá thành lại rẻ hơn. Mà sữa Enterex là dùng cho tất cả gia đình được. Quý vị mua một hộp sữa này, quý vị dùng cho cha mẹ, ông bà, anh em, hoặc là cho cả con cái mình 12, 13 tuổi đều có thể dùng được, chứ không phải giống như sữa Ensure chỉ lựa chọn những cái người lớn tuổi không mà thôi. Mà trong khi cái giá thành ở bên Mỹ này cũng như bán về tới Việt Nam á, thì rẻ hơn sữa Ensure. Nhưng mà thực tế sữa Enterex, nếu quý vị ra chợ Walgreens hoặc là CVS thì quý vị sẽ thấy rằng là sữa Enterex đắt hơn sữa Ensure vào khoảng từ 1-2 đồng. Mong quý vị hãy tới với công ty Hoa Phát, thì cái sữa này hiện giờ bà con của chúng ta cũng đã tin tưởng rất nhiều. Hơn nữa, sữa Enterex này có hai mùi vị, vanilla và strawberry. Và một cái sản phẩm đặc biệt nữa mà chúng tôi muốn đưa tới cho bà con của chúng ta đó là Enterex for Kids. Trong này, cái sản phẩm này á, nó gồm có những cái chất, thí dụ như DHA, tức là omega 3 đó, rất tốt cho những em bé mà trong cái tuổi mà phát triển vào khoảng từ 2-3 tuổi cho tới 12 tuổi, để nó làm giúp cho trí não và phát triển về đầu óc, và những đứa trẻ sẽ thông minh về sau này, và cho những cái tuổi mà lớn về sau này. Đó là sữa bột Enterex for Kids. Và một lần nữa thì chúng tôi muốn nói tới cái sữa tiểu đường và tránh giảm cân, rồi nghĩa là tránh béo phì lên cân. Thì quý vị cũng đã từng đến với công ty Hoa Phát để mua sữa bột tiểu đường Xten khi quý vị đi travel, hoặc là quý vị thay thế các bữa ăn mà quý vị tránh lên cân, hoặc là quý vị bị tiểu đường loại 2, thì chúng ta nên sử dụng sữa bột Xten dành cho bệnh tiểu đường. Có 3 mùi vị là vanilla, strawberry và chocolate. Đó là những cái sản phẩm chúng tôi muốn giới thiệu đến bà con. Một lần nữa, Chọn Mặt gửi tiền và quà về Việt Nam
chọn sự an toàn nhanh chóng, xin quý vị hãy chọn công ty Hòa Phát với số điện thoại miễn phí 1-800-531-6363. Hòa Phát xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, cũng như cảm ơn Ngọc Thúy đã đặt những câu hỏi cho công ty Hòa Phát để chia sẻ cùng bà con của chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh Phát. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của anh Phát, là chủ nhân của công ty chuyển tiền và quà Hòa Phát. Ngọc Thúy xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.